người tình tin đồn chờ Phi Thanh Vân suốt 23 năm. Andy Hoàng là người theo đuổi Phi Thanh Vân từ năm 2000 và đồng hành cùng cô đến tận bây giờ. Anh bày tỏ mình vẫn đang mong chờ câu trả lời từ nữ diễn viên để có cơ hội bước cùng nhau trên cuộc đời. Andy Hoàng vẫn trồng cây si, đợi ngày được Phi Thanh Vân mở lòng đón nhận tình cảm. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Phi Thanh Vân chọn làm mẹ đơn thân và sống cùng cậu con trai. Dạo gần đây, khán giả tò mò khi bên cạnh nữ diễn viên xuất hiện một người đàn ông thường xuyên đồng hành cùng cô ở nhiều sự kiện. Phi Thanh Vân từng chia sẻ đây là người theo đuổi cô nhiều năm qua, được biết đến là người mẫu, diễn viên Andy Hoàng. Theo chia sẻ, Andy Hoàng quen biết Phi Thanh Vân từ năm 2000 nhưng cả hai bị ngắt quãng mối quan hệ một thời gian, mỗi người đều có công việc và cuộc sống riêng. Sau này, họ tình cờ gặp lại nhau qua một chương trình truyền hình, chia sẻ về hoàn cảnh, cuộc sống thì thấy đồng điệu rồi quyết định đồng hành cùng nhau. Vài năm gần đây, cả hai đồng hành, hỗ trợ nhau trong công việc và cả cuộc sống, Andy Hoàng tiết lộ khi mới quen biết nhau. Anh đã theo đuổi Phi Thanh Vân. Tuy nhiên thời điểm đó cả hai chưa đủ duyên ở bên nhau khi mỗi người đều có hướng đi riêng. Cuộc sống với nhiều thăng trầm. Trong khi Phi Thanh Vân trải qua hai cuộc hôn nhân gian dở thì Andy Hoàng cũng đi qua một cuộc hôn nhân và đang nuôi con trai 16 tuổi. Khi gặp lại, cả hai có sự đồng cảm cho hoàn cảnh của nhau. Andy Hoàng quyết định theo đuổi lại Phi Thanh Vân nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu từ nữ diễn viên cô gái xấu xí. Nhắc về Phi Thanh Vân, Andy Hoàng bày tỏ cô là hình mẫu phụ nữ mà mình khao khát khi vừa có hiểu biết rộng, sống tình cảm và biết đối nhân xử thế. Vân luôn biết cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm nhận, chiêm nghiệm. Tôi trân quý điều đó và luôn mong muốn được làm mọi thứ cùng cô ấy. Không chỉ là trong các dự án nghệ thuật mà còn cả trong cuộc sống, anh nói. Andy Hoàng cho biết thêm, hồi xưa, tôi nghĩ Vân là phụ nữ nhõng nhẽo, mong manh, dễ vỡ. Sau khi gặp lại, tình cảm năm nào không thay đổi nhưng phiên bản hiện tại của Phi Thanh Vân lại rất khác. Một phụ nữ mạnh mẽ, biết chăm lo cho gia đình, giỏi việc xã hội. Tôi bị bất ngờ với cô ấy ở rất nhiều mặt như kinh doanh giỏi, chuyên gia tâm lý và đặc biệt, Vân rất chịu thương chịu khó. Vân là phụ nữ cá tính nhưng cũng rất dịu dàng. Tôi trân trọng cô ấy và vẫn luôn mong chờ câu trả lời của cô ấy để xác định chúng tôi có cơ hội để bước cùng nhau trên cuộc đời này hay không. Andy Hoàng chia sẻ anh thay đổi tốt hơn để trở thành người đàn ông mà Phi Thanh Vân mong đợi khi đồng hành cùng nhau. Anh nhận thấy cả hai rất hợp tính, từ ý tưởng công việc đến các mối quan hệ. Đặc biệt, Phi Thanh Vân biết cách khai thác thế mạnh của Andy Hoàng, giúp anh thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn. Nam diễn viên cũng thổ lộ rằng, anh thay đổi rất nhiều để mong được bà mẹ một con đón nhận. Tôi cố gắng để trở thành người đàn ông trưởng thành, chững chạc, thành đạt sao cho phù hợp với cô ấy, để được cô ấy đón nhận, anh bày tỏ. Trước đó tại một chương trình, Phi Thanh Vân từng tâm sự cô trân trọng tình cảm của Andy Hoàng dành cho mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên nói, tụi mình hãy giữ với nhau ở cái ngưỡng tri kỷ đẹp như vậy. Em không từ chối tình cảm của anh nhưng em chưa dám nhận tình cảm đó, chỉ đơn giản cho em thêm thời gian. Gần đây, Andy Hoàng hợp tác với Phi Thanh Vân trong vai trò diễn viên kiêm nhà đầu tư cho series phim ngắn Bí Mật Gia Tộc. Ý tưởng cũng như đường dây bộ phim do chính Andy Hoàng và Phi Thanh Vân đưa ra. Hiện tại, anh còn là hội viên của một trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, có cổ phần trong các dự án phim câu lạc bộ do Phi Thanh Vân làm tổng giám đốc. Nam diễn viên còn tham gia trong công tác đào tạo các tài năng nhí.